Xin chào các bạn, Xness là một trong những sàn giao dịch được biết đến như là một nhà bán lẻ lớn nhất thế giới. Và trong clip này, tôi sẽ đưa ra những đánh giá chi tiết nhất nhằm giúp bạn có được cái nhìn tổng quan về một trong những sàn forex được quan tâm nhất tại thị trường Việt Nam. Được thành lập vào năm 2008 tại Petersburg, Nga, Xness được gây dựng bởi một nhóm các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và công nghệ thông tin. Công ty có trụ sở đặt tại Sip và hiện tại Agnes cũng có các văn phòng đang hoạt động tại Vương quốc Anh, Malaysia và Singapore. Với việc chuyển trụ sở từ Nga sang châu Âu, Agnes đã tạo ra một sự tăng trưởng đột phá để trở thành nhà môi giới ngoại hối bán lẻ lớn nhất thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, thì Agnes hiện có trên 100.000 khách hàng trên toàn cầu và con số này vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Năm 2012, Agnes bắt đầu hoạt động tại thị trường Việt Nam và trở thành một trong những nhà môi giới Forex được biết đến nhiều nhất trên thị trường với khả năng đi tiên phong trong việc đáp ứng hầu hết các nhu cầu của nhà đầu tư Việt như việc nạp rút tiền hệ thống ngân hàng trong nước cực nhanh, có đầy đủ các loại tài khoản phù hợp với các cấp độ với mức đòn bẩy được cung cấp lên đến 1 trên không giới hạn về các chứng chỉ và giấy phép hoạt động của sàn thì ngoài việc được cấp phép bởi cơ quan quản lý dịch vụ tài chính FSA, Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch SIP, CYSEC, Agnes còn có chứng chỉ được cấp bởi cơ quan quản lý tài chính FCA. Đây đều là những cơ quan quản lý tài chính hàng đầu và việc được cấp phép bởi những cơ quan này đòi hỏi các nhà môi giới Forex phải đáp ứng được một số các điều kiện chuyên biệt, như yêu cầu sàn phải có cơ chế tài khoản tách biệt giữa tài khoản sàn và tài khoản nhà đầu tư phải có bảo hiểm cho khách hàng và tiền gửi của khách hàng phải được để tại các ngân hàng, tổ chức tài chính hàng đầu theo quy định. Chính vì những quy định này nên không phải sàn nào cũng đáp ứng được. Các nhà đầu tư, các trader thường xem các chứng chỉ hoạt động như là sự bảo chứng về độ uy tín của một sàn Forex. Các sàn Forex mà được cấp phép bởi FCA hay FSA thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm giao dịch. Ngoài các giấy phép nói trên thì Agnes còn là thành viên của quỹ bồi thường cho nhà đầu tư ICF. Nếu bạn có bất cứ tranh chấp nào với sàn mà hai bên không thể đi đến thỏa thuận chung thì ICF sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết tranh chấp cho bạn. Trong trường hợp sàn có sự cố thì nhà đầu tư sẽ nhận được số tiền bồi thường tối đa lên tới 20.000 euro hoặc yêu cầu bồi thường lên tới 90% thiệt hại liên quan. Một điểm đáng chú ý khác là Agnes luôn công bố minh bạch và an toàn các báo cáo tài chính trên website của họ và những báo cáo này thì được kiểm toán bởi một trong những công ty kiểm toán hàng đầu Deloitte về các loại tài khoản giao dịch thì Acnes cung cấp cho nhà giao dịch 5 loại tài khoản với hai cấp độ khác nhau bao gồm Thứ nhất là cấp độ tài khoản tiêu chuẩn gồm hai loại tài khoản là Standard và Standard Cent. Cấp độ thứ hai là tài khoản chuyên nghiệp gồm ba loại tài khoản là Raw Spread, tài khoản Zero và tài khoản Pro. Nói về cấp độ tài khoản tiêu chuẩn thì điểm nổi bật của tài khoản tiêu chuẩn là miễn phí hoa hồng giao dịch mức yêu cầu ký quỹ là cực kỳ thấp, chỉ 1 đô la với khối lượng giao dịch tối thiểu được quy định là 0.01 lot. Tài khoản Standard Sen thì phù hợp với người mới bắt đầu tìm hiểu về thị trường Forex với vốn ban đầu bỏ ra rất ít giúp nhà đầu tư có cơ hội tìm hiểu cách thức giao dịch qua giao dịch lot. Theo như tên gọi thì chúng ta có thể hiểu rằng là tài khoản Standard Sen thì bằng 1 phần 100 của tài khoản Standard, 1 đô thì bằng 100 sen ha. Có nghĩa là nếu như mà tài khoản standard tiền được tính theo đơn vị là đô la thì tài khoản standard sen tiền sẽ được tính theo đơn vị là sen. Ví dụ bạn nạp 10 đô vào tài khoản standard sẽ thể hiện là 10 đô. Còn tiền trong tài khoản standard sen sẽ không hiển thị là 10 đô la mà thay vào đó thì sẽ hiển thị là 1.000 sen. Điều này giúp cho bạn giảm thiểu rủi ro khi tham gia giao dịch, từ đó gia tăng cơ hội giao dịch cho các trader, đặc biệt là các trader mới vào nghề. Với tài khoản Standard thì ngoài các điểm tương đồng, tài khoản này còn cung cấp cho chúng ta số lượng sản phẩm đa dạng hơn so với tài khoản Standard Send. Trong khi tài khoản Standard Send bị giới hạn giao dịch ở các cặp tiền Forex và kim loại, thì tài khoản Standard còn cho phép bạn giao dịch với tiền kỹ thuật số, các chỉ số năng lượng và chỉ số CFD. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là tài khoản Standard thì phù hợp với người đã có kinh nghiệm với thị trường. Với sản phẩm giao dịch đa dạng và các tính năng cần thiết, trên là spread thấp không yêu cầu ký quỹ tối thiểu, tài khoản standard là lựa chọn phù hợp nếu như bạn là người bắt đầu xác định tham gia giao dịch để kiếm lời. Cấp độ thứ hai là cấp độ tài khoản chuyên nghiệp. Về tài khoản chuyên nghiệp thì loại tài khoản này yêu cầu mức nạp tiền tối thiểu là 200 đô, cao hơn nhiều so với tài khoản tiêu chuẩn. Tài khoản chuyên nghiệp thì có tính phí hoa hồng, phí hoa hồng là 3.5 đô cho một chiều giao dịch. Đây cũng là mức phí hoa hồng cạnh tranh so với một số sàn khác trên thị trường. Trên là spread của tài khoản chuyên nghiệp là cực kỳ thấp, tốt hơn nhiều so với tài khoản tiêu chuẩn. Mức trên lệch spread chỉ 0.1 và thậm chí là 0 đối với tài khoản Raw Spread và Zero. Với ba loại tài khoản Raw Spread, Zero và Pro, cấp độ tài khoản chuyên nghiệp phù hợp cho các nhà giao dịch lâu năm, đã có nhiều kinh nghiệm trên thị trường. Nếu như bạn muốn tham gia giao dịch như một trader chuyên nghiệp thì bạn có thể chọn một trong ba loại tài khoản chuyên nghiệp để hưởng mức trên là spread thấp, thậm chí là 0. Mức nạp tiền tối thiểu theo yêu cầu đối với tài khoản chuyên nghiệp là 200 đô thì đây không phải là con số quá lớn, trong khi đó riêng đối với tài khoản Pro bạn còn được miễn phí hoa hồng giao dịch. Nhìn chung thì với 5 loại tài khoản mà Agnes cung cấp thì sàn đáp ứng đủ nhu cầu của nhà đầu tư ở mọi cấp độ. Các bạn có thể dễ dàng chọn loại tài khoản phù hợp với mình để tham gia giao dịch tại Agnes. Thì nhân tiện đây thì tôi cũng có làm một clip phân biệt rất chi tiết về các loại tài khoản này Thì bạn có thể tìm xem lại tại các cái đường link có trong phần mô tả của clip này ha Tiếp theo thì chúng ta nói đến các cái sản phẩm giao dịch mà sàn cung cấp Về sản phẩm giao dịch thì Agnes cung cấp đầy đủ các sản phẩm giao dịch cho nhà đầu tư chọn lựa bao gồm Thứ nhất là tiền tệ gồm có 107 cặp trong đó Agnes cung cấp 7 cặp tiền tệ chính, 25 cặp tiền tệ phụ và 75 cặp tiền tệ hiếm về chỉ số thì Agnes cung cấp 10 loại chỉ số trong đó có các cái chỉ số như S&P 200 của Úc, S&P 500, US 30, GB 225. Về cổ phiếu thì sàn cung cấp 30 mã cổ phiếu bao gồm những mã cổ phiếu phổ biến nhất như Amazon, Alibaba, Apple, eBay, Facebook, Alphabet hay là Google. Về năng lượng thì Agnes cung cấp hai mã chỉ số và dầu thô về tiền điện tử thì Agnes cung cấp 7 cặp tiền điện tử trong đó có 4 loại tiền điện tử chính bao gồm Bitcoin, Ethereum, Litecoin và Ripple. Về kim loại thì sàn cung cấp 10 mã trong đó có 4 loại chính là vàng, bạc, bạch kim và palladium. Nhìn chung thì Agnes cung cấp đầy đủ đa dạng sản phẩm để nhà đầu tư lựa chọn. Một điểm nổi bật là Agnes hỗ trợ sản phẩm tiền điện tử khá tốt Mức đồng bảy giao dịch mà Agnes cung cấp cho tiền điện tử là 1 trên 100 đối với BTC. Đây cũng là mức đòn bảy cao so với các sàn khác riêng đối với tiền điện tử. Ngoài ra khi mà bạn giao dịch tiền điện tử tại Agnes thì bạn sẽ không bị mất phí swap hay còn gọi là phí qua đêm. Đây là một thuận lợi cực lớn cho những ai đang giao dịch Bitcoin. Bởi cặp tiền tệ này biên độ dao động rất bất thường thậm chí giá có thể đi ngang vài chục ngày là bình thường. Do vậy nếu giao dịch ở những sàn Forex khác bạn sẽ mất một khoản phí swap đáng kể. Còn ở Agnes thì bạn sẽ không bị tính khoản phí này. Mặt khác, tại Agnes bạn còn được phép giao dịch tiền điện tử 24 trên 7 giống như các sàn giao dịch tiền điện tử truyền thống. Về điểm này thì nhiều sàn Forex khác thường gộp chung tiền điện tử cùng các mã Forex, nên thứ bảy và chủ nhật sẽ đóng cửa sàn, không cho phép giao dịch tiền điện tử. Còn ở Agnes thì bạn vẫn có thể giao dịch bình thường vào những ngày cuối tuần đối với tiền điện tử nói về nền tảng giao dịch thì hiện tại agnes cung cấp đầy đủ các công cụ giao dịch cho nhà đầu tư bao gồm phần mềm mt4 mt5 cùng với các ứng dụng dành riêng cho điện thoại di động để bạn có thể tiện giao dịch ở bất cứ nơi nào bạn muốn đặc biệt agnes còn có chế độ bảo mật rất tốt nếu như tài khoản của bạn có những hoạt động bất thường thì sàn sẽ tạm thời khóa tài khoản của bạn để xác minh nguồn tiền điều này thì đôi khi sẽ khiến khách hàng cảm thấy khó chịu nhưng đây là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo an ninh cho tài khoản của bạn về cơ bản thì MT5 là cải tiến của MT4 nên sẽ có nhiều điểm ưu việt hơn. Như là với MT5 thì Xnet cung cấp 38 chỉ báo thích hợp, 22 công cụ phân tích và 46 đối tượng đồ họa. Trong khi đó thì MT4 của Xnet chỉ cung cấp 23 đối tượng phân tích và 30 chỉ báo kỹ thuật thích hợp. Ngoài ra thì đối với MT5 thì không chỉ dừng lại ở 4 lệnh chờ cơ bản. Với MT5, Xnet còn cung cấp thêm hai loại lệnh chờ khác là Buy Stop Limit và Sell Stop Limit. Những loại lệnh này thì rất quen thuộc nếu như bạn đã từng giao dịch tiền điện tử tại các sàn như là Binance. Tất nhiên cả MT4 và MT5 đều được Agnes hỗ trợ cho các thiết bị di động của cả hai hệ điều hành iOS và Android. Bên cạnh đó thì MT5 còn hỗ trợ sản phẩm cổ phiếu, còn đối với MT4 thì là không hỗ trợ. Như vậy, bạn có thể căn cứ vào nhu cầu bản thân để lựa chọn phần mềm giao dịch phù hợp. Nếu là người mới, chủ yếu giao dịch ở các cặp tiền forex kim loại hoặc năng lượng bạn nên chọn MT4 vì nền tảng này thân thiện và dễ sử dụng ngược lại nếu như bạn muốn giao dịch cổ phiếu chỉ số sử dụng đa khung thời gian cùng nhiều loại lệnh chờ khác nhau thì MT5 là lựa chọn hợp lý dành cho bạn ngoài hai nền tảng MT4 và MT5 thì sàn còn cung cấp cho bạn nền tảng giao dịch web terminal Nói về Web Terminal thì đây là một nền tảng web được phát triển bởi MetaWorld Corporation Nền tảng này có tất cả các chức năng cơ bản bạn cần để giao dịch hiệu quả và hoạt động trên tất cả các trình duyệt và hệ điều hành. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ không nhất thiết phải tải phần mềm về thì mới giao dịch được. Bạn vẫn có thể giao dịch thông qua trình duyệt web. Do nền tảng này thì vẫn được tích hợp đầy đủ toàn bộ các công cụ như là ở MT4. Tuy nhiên nền tảng này thì chỉ tương thích với MT4. Hiện tại thì Xnet vẫn chưa hỗ trợ web terminal cho MT5. Một nền tảng giao dịch khác được các nhà đầu tư rất ưa thích trong thời gian gần đây, đó là social trading. Nền tảng này được Agnes ra mắt vào tháng 3 năm 2019. Social trading là một dịch vụ sao chép giao dịch hoàn toàn mới, trao cho bạn khả năng đầu tư vào chiến lược của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm. Đây là một dịch vụ lý tưởng cho những người muốn đầu tư vào thị trường ngoại hối nhưng thiếu kinh nghiệm hoặc thời gian để làm điều đó. Với việc bắt đầu hết sức đơn giản, bạn chỉ cần đăng ký một tài khoản tìm kiếm một nhà giao dịch ngoại hối thành công và sao chép chiến lược của họ. Nếu như họ thu được lợi nhuận thì bạn cũng kiếm được lợi nhuận dựa trên tỷ lệ giữa các khoản tiền của bạn. Tiếp theo thì chúng ta đến với các hình thức nạp rút tiền tại sàn Xnet. Xnet cho phép bạn nạp và rút tiền 24 trên 7 kể cả thứ bảy và chủ nhật. Rất nhanh chóng, chỉ từ 3 đến 5 phút. Đây có thể xem như là một ưu điểm lớn nhất của sàn mà tính đến thời điểm hiện tại thì chưa một sàn Forex nào theo kịp. Sở dĩ được như vậy là vì Xness thực hiện chế độ xét duyệt rút tiền tự động chứ không duyệt tay như nhiều sàn khác, nên tốc độ không chỉ nhanh mà bạn có thể rút bất cứ khi nào bạn muốn kể cả vào hai ngày cuối tuần. Ngoài ra, Xness còn hỗ trợ rất nhiều kênh nạp rút tiền khác nhau cho bạn lựa chọn như Neteller, Skrill, Visa, ngân lượng và internet banking. Như đã nói, vì Acnes xây dựng hệ thống nạp rút tiền tức thời, nên khi bạn nạp và rút qua cổng internet banking đều được thực hiện gần như ngay lập tức, cả hai chiều và hoàn toàn không mất phí. Không những vậy, Acnes còn giúp bạn tối đa hóa trải nghiệm bằng cách cho phép giao dịch ngay lập tức ngay khi đăng ký tài khoản mà không cần phải xác minh danh tính hay xác minh địa chỉ. Theo quy định của Acnes, thì đối với tài khoản mới mở khi nạp tiền lần đầu tiên với số tiền nhỏ hơn 2.000 đô thì bạn không cần phải xác minh giấy tờ, chỉ đăng ký tài khoản là có thể giao dịch được ngay lập tức. Nếu sau 45 ngày kể từ ngày đăng ký tài khoản mà bạn vẫn chưa hoàn tất việc xác minh giấy tờ thì bạn sẽ chỉ được rút bằng đúng số tiền đã nạp, cũng như không thể nạp thêm tiền vào tài khoản giao dịch bằng bất kỳ phương thức thanh toán nào và Agnes sẽ tiến hành khóa tài khoản của bạn lại. Như vậy sau 45 ngày thì bạn mới cần phải thực hiện các việc xác minh danh tính và xác minh địa chỉ. Đây có thể được xem như là một điểm mạnh mà Agnes cung cấp tới người dùng. Bởi rất nhiều trader thường cảm thấy xác minh danh tính và xác minh địa chỉ là những công đoạn rất phức tạp, mất nhiều thời gian. Chính vì thế, việc cho phép trải nghiệm sàn ngay sau khi đăng ký tài khoản sẽ giúp cho sàn kết nối được với nhiều trader hơn. Đây cũng là cách để giúp Agnes chiếm được vị trí sàn bán lẻ lớn nhất thế giới trong những năm gần đây. Về dịch vụ chăm sóc hỗ trợ khách hàng của sàn thì ngoài việc xây dựng đội ngũ marketing, xây dựng fanpage dành riêng cho thị trường Việt Nam, Agnes còn có một đội ngũ hỗ trợ cực kỳ chuyên nghiệp hỗ trợ 5 ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu. Bạn có thể thực hiện các hình thức chat, mở ticket, email hoặc gọi hotline cho sàn để được hỗ trợ và tư vấn. Tóm lại, đối với sàn XNet thì chúng ta có thể lượt qua một số điểm chính như sau. Về thủ tục đăng ký xét duyệt tại sàn là rất nhanh chóng và đơn giản. Kể từ lúc bạn đăng ký tài khoản cho tới khi sàn xét duyệt xác minh danh tính và xác minh địa chỉ cũng chỉ tầm vài giờ đồng hồ thậm chí tại sàn SNB bạn vẫn có thể giao dịch được với số tiền nhỏ hơn 2.000 đô và bổ sung các chứng từ xác minh danh tính trong vòng 45 ngày việc rút tiền về tài khoản là cực nhanh chỉ mất tầm từ 3 đến 5 phút đặc biệt SNB còn cho phép bạn rút tiền vào thứ bảy và chủ nhật đây là một điều mà không phải sàn giao dịch forex uy tín nào cũng làm được mức chênh lệch spread là cực tốt có hơn 30 mã sản phẩm với mức chênh lệch spread là bằng 0 trong 95% thời gian giao dịch Mức nạp tiền tối thiểu được sàn quy định chỉ từ 1 đô la. Agnes có đội ngũ hỗ trợ người Việt thân thiện, chuyên nghiệp và nhanh chóng. Vậy nếu như bạn là người yêu thích rút tiền nhanh chóng, thích rút mọi lúc, mọi nơi kể cả hai ngày cuối tuần, hay thích giao dịch với đòn bẩy lớn nhưng lại chỉ muốn nạp một số tiền tối thiểu để vừa học hỏi vừa trải nghiệm, thì Agnes là sàn Forex đáng để bạn quan tâm và trải nghiệm giao dịch. Đến đây là kết thúc phần đánh giá của tôi về sàn Agnes. Nếu bạn có thắc mắc cần hỗ trợ thì bạn có thể để lại trong phần bình luận và đừng quên nhấn subscribe để nhận các thông tin mới nhất từ kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.